văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, đặc biệt là tập trung củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt các chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Thứ năm là tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quỳnh Nhai phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 30A của Chính phủ. Thứ sáu là tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đấu tranh với chống tham nhũng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội khác. Tỉnh ủy luôn tin tưởng ở Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai sẽ luôn luôn phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng để góp phần đưa tỉnh ta vươn lên trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí, đồng bào luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai bức chướng với dòng chữ phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đoàn kết năng động sáng tạo, xây dựng quê hương Quỳnh Nhai văn minh và giàu đẹp. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng huyện. Tiếp đó, đồng chí Trịnh Thiệu Anh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đánh trống khai hội. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật mô phỏng quá trình đấu tranh xây dựng và phát triển của huyện từ năm 1952 đến nay.